Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Râu, mình là Amri Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay cho các bạn một món đồ siêu độc, siêu lạ và siêu dị luôn. Đó chính là một chiếc tai nghe Bluetooth có dây. Wow, thật sự đối với cá nhân bản thân mình, đây là lần đầu tiên mình trên tay một mẫu tai nghe nó cực dị như thế này các bạn à. Kết nối là kết nối Bluetooth, nhưng mà để mà có thể dùng được thì phải cắm dây vào. Và nếu như các bạn đã có nhu cầu mua một mẫu tai nghe không dây hoặc có dây thì hãy cứ đến Chơi Hay. Hiện tại thì Chơi Hay đang bán rất là nhiều mẫu tai nghe có mức giá cực rẻ, rẻ nhất trên thị trường luôn. Các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video để có thể là tham khảo nhé. Tại vì các bạn phải biết rằng là đây chỉ là một mẫu thử nghiệm bên Chơi Hay thôi. Hôm trước thì mình qua mình lấy máy móc ấy về thì để mình làm review thì mình có thấy rằng một mẫu tai nghe nó cực kỳ lạ này. Đây là chỉ là hàng trải nghiệm thôi. Và mình thấy lạ cho nên mình đã xin Chơi Hay mượn về để làm clip review cho các bạn luôn. Đó, thì đầu tiên cái chiếc tai nghe này với cái mức giá nhập của nó ở thời điểm hiện tại lên tới 200.000 đó các bạn à. 200.000 cho một mẫu tai nghe Bluetooth có dây như thế này. Đó, và để xem rằng là nó có gì đặc biệt thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video các bạn nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ muốn nói về cái điểm mà chúng ta có thể dễ thấy được ở đây, đó chính là về phần thiết kế. Nó sẽ có chúng ta là một cái form thiết kế rất là giống với lại cái mẫu tai nghe AirPods 2 mình đang sử dụng ở đây. Các bạn có thể thấy này, rất là giống luôn. Ở đây được xem như là một cái mẫu phiên bản nhái hoàn toàn vậy. Đằng sau thì nó sẽ khác một chút là ở cái phần đây là màn loa này, nó to hơn so với lại cái màn bé bé của cái tai nghe phát này. Còn mặt đằng trước thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì nó sẽ là có chữ L. Đó, còn cái chỗ tai nghe AirPods này thì nó sẽ là một dấu chấm. Bên dưới này thì nó mới có chữ L cơ. Đó, các bạn sẽ thấy này, cái thiết kế nó sẽ hơi khác một tí thôi. Đó, nhưng mà nhìn chung thì cái form nó y chang như thế và kể cả là cái kích thước nữa, nó cũng giống hoàn toàn nhau luôn. Và cái cách kết nối của cái mẫu tai nghe này nó thật sự rất là lạ các bạn à. Ở đây thì các bạn phải cắm vào để có thể sử dụng được các bạn nhé. Tại vì con này mặc dù nó là tai nghe Bluetooth nhưng mà nó sẽ không có pin. Đó, và nó phải chạy trực tiếp bằng pin bên trong điện thoại này. Cho nên là đây là lý do tại sao nó có cái dây này các bạn à. Đó. Và cổng này là cổng Lightning cho nên nó rất đắt. Lên tới là gần 200.000 giá nhập như thế. Wow, thật sự rằng là không đùa được với lại cái mẫu tai nghe này đâu. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắm vào cho bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ show cho bạn xem là Bluetooth quét là không có gì này. Bluetooth on. Và hiện tại thì không có này, nó để là not connected. Con này nó sẽ tên là 3S. Cái tên trong nó rất là buồn cười các bạn à. Cái tên nó không phải là Beats như là một cái dòng sản phẩm tai nghe đến từ Apple mà nó là 3S. Cái tên thật sự của nó rất là lạ luôn. Đó, nhưng mà khi mình cắm vào này. Đây. Cắm vào một phát. Lập tức thì sao? Lập tức nó sẽ là connected, tức là đã kết nối rồi. Đó, rất là lạ luôn. Và ở đây về phần thiết kế là nó đã lạ rồi. Và cái kể cả là cái cách sử dụng của nó nữa. Khi mình tháo ra này, ở đây thì mình sẽ tháo ra cho bạn xem nhé. Tháo ra thì lập tức nó sẽ ngắt đi. Đó, đây này, để xem này, chuẩn bị nó sẽ ngắt đi này. Not connected. Đó. Tại vì rõ ràng nó chạy bằng pin của điện thoại mà, cho nên là rút ra nó sẽ mất nguồn này, nó sẽ ngắt luôn thôi. Đó, ở đây thì các bạn sẽ lưu ý giúp mình, đó chính là cái mức giá nhập của nó lên tới 200.000. Đây là một mức giá đắt cho một chiếc tai nghe mà kiểu chuẩn hàng tàu như thế này. Con này thì nó có một cái trọng lượng rất là nhẹ luôn. Khi mang vào tay thì nó giống với lại hoàn toàn cái kiểu mang của lại AirPods. Cho nên là mình thì mình đã dần quen với lại kiểu thiết kế AirPods này. Đó, nên mình thấy nó không bị đau nữa. Nhưng có một điểm nữa mà các bạn sẽ thấy rằng là hai cái chiếc tai nghe này. Này, các bạn sẽ thấy cái thiết kế khi mà mình đặt song song này. Nó bị méo. Mình không hiểu tại sao cái chiếc tai nghe bên phải có cái hiệu R đây nó lại bị méo này. Này, này đặt một cái thứ nó ngang bằng nhau thì các bạn sẽ thấy nó bị méo. Chuẩn hàng tàu luôn. Nhưng mà về cái phần chất âm thì được mình đánh giá rất là cao các bạn à. Và cái chất âm của nó nghe rất là hay, đặc biệt là về những cái phần âm nhạc mà nó thiên về EDM hoặc là pop ấy. Bass đập xì thì cái chất âm của nó cho ra rất là hay các bạn à. Nhưng mà về cái phần thiết kế và cái kiểu cái cách thức hoạt động nó rất là dị luôn. Lần đầu tiên mình thấy một mẫu tai nghe Bluetooth có dây như thế này. Cho nên mình mới mượn về và review cho các bạn luôn. Và mình đánh giá rằng là cái độ hoàn thiện của nó về cái mặt thiết kế này thì tốt đó. Chỉ cái điều là tự nhiên không biết tại sao cái tay bên phải có cái hiệu R này nó bị méo thôi. Đó, nó không có được thẳng như là trên cái chiếc con này thì các bạn chỉ nghe cần với cái mức âm lượng là khoảng 50% là đã gọi là to rồi, rất to luôn. Đó, mở lên 100% thì nó sẽ có hiện tượng bị rè chắc chắn rồi. Nhưng mà lui lại về cái khoảng mà từ 50-70% ấy thì nghe rất là sướng luôn. Đó, chất bass con này đập rất là có lực. Và cá nhân bản thân mình ấy, cái chất lượng chi tiết của nó cho ra về cái phần âm thanh ấy nó rất là tốt trên thẩm giá này. 200.000 đồng cho một chiếc tai nghe như thế này được mình đánh giá rất là hay về phần chất âm. Đó, chỉ điều là cái thiết kế cũng như là cái cách thức hoạt động của nó hơi bị dị một tí thôi. Tai nghe Bluetooth có dây. Và nếu như mình xin được bên Chơi Hay
thì mình có thể là làm giveaway cái con tai nghe này cho các bạn luôn. Bắt buộc là cái chiếc tai nghe này nó chỉ sử dụng cho iPhone thôi các bạn nhé. Tại vì khi mà các bạn cắm vào ấy thì nó mới nhận nguồn, nó có mới có pin thì các bạn mới kết nối Bluetooth được. Hoặc là các bạn vẫn có thể kết nối được với Android. Tuy nhiên thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là các bạn cần phải có một chiếc iPhone để có thể là cắm được cái jack Lightning này vào bên trong ấy, và cái chiếc tai nghe Bluetooth này nó mới hiện được để các bạn có thể dò tìm và kết nối với nó. Kết nối với Android thì vẫn được, nhưng mà các bạn phải cần một chiếc iPhone như thế này. Cho nên đây là một điều mình thấy rất là buồn cười, cực kỳ là buồn cười luôn. Rồi, còn bạn, các bạn nghĩ sao về cái chiếc tai nghe Bluetooth này thì xin hãy lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Tại vì nó chạy bằng pin của iPhone cho nên là khi pin iPhone nó hết thì nó cũng sẽ hết thôi, nó sẽ không có cái thời gian nghe nhạc liên tục. Rồi, còn bạn, các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này thì xin hãy lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Các bạn có muốn mình làm giveaway hay không thì cứ comment phía bên dưới. Nếu như mình thấy nhiều và mình xin được bên chơi hay thì mình có thể là tặng cái chiếc tai nghe này cho một bạn nào may mắn nhất. Ok. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.